mời anh Quánh Trống ở trong dàn nhạc ra sân khấu á. Nguy thì hiểm lắm nha. Đây là anh Đánh Trống được mọi người yêu mến nhất trong những chương trình mà đặc biệt là Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Nhiều chị vô hỏi chứ tôi kết nhất ông Đánh Trống này. Đây, thưa quý vị, đây là hai người cùng phát ra âm thanh tiếng động bởi những bộ gõ ha. Và đây là một nghệ sĩ đường phố. Và anh hồi nãy nhường hết cho các bé chỉ làm nền thôi. Chứ anh đi diễn ở ngoài đường phố mà trong cái tiệc, trong tất cả mọi nơi anh là solist, tức là anh diễn solo. Bây giờ thì anh sẽ quánh thật là hay bằng tất cả cái nơi nào trên người anh có thể quánh được ha. Còn bên kia sẽ múa minh họa cho anh. Sau chương trình này sẽ có hội những người phát cuồng vì anh Đánh Trống. 2, 3, 5, 6, 11. Cái nhà vô tay. Đó, đúng rồi, lên nữa. Mạnh là disco luôn, kiếm qua. Hey. Hey. Hey, hey, hey. Yeah. Quăng lên trời chụp luôn nha. Quánh cái đầu luôn. Trời ơi. Quánh cái đầu gối. Hey. Hấp. Quăng lên cao chụp luôn nha. Quay một vòng chụp. Chuẩn bị. Cố lên. Còn chỗ nào chưa gõ gõ luôn. Hey. Dạ, hội trợ phát tài cho anh Minh Bo. Cảm ơn anh Đánh Trống rất là nhiều. Đây cảm là người dạ, đã hỗ trợ thí sinh đánh rất là hay. Và cũng nhờ anh cùng với lại các thành viên trong ban nhạc đã mang đến những cái phần biểu diễn tuyệt vời cho các thí sinh. Các con có thể gửi một lời cảm ơn đến cho các chú trong ban nhạc được không? Con cảm ơn các chú trong ban nhạc. Vâng, xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Minh Bo.